Xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang anh em. Thì video này thì cũng cảm ơn thầy ship, mọi người đã hỗ trợ cho mình có được cái video để chia sẻ đến cho anh em. Thì trong khu vườn của thầy cũng trồng khá là nhiều bông trang bạn. Ở trong đó thì mình khoái nhất có một gốc mai bạn, cũng hơi bị lớn. Thì mình sẽ quay một số gốc mai lớn trong cái khu vườn của thầy. Thì anh em nào mà cảm thấy thích đó bạn, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với thầy qua số điện thoại mình để phần tiêu đề bạn. Và cái gốc mai này nó đang nằm ở giữa vườn. Mình sẽ quay một vòng rồi đó mình bước vô mình quay chi tiết cho anh em tham khảo. Đây bạn, gốc mai này đây. Cái chiều cao của gốc mai này bạn thì nó rơi vào khoảng tầm trên 4 mét bạn. Nó có cái tán rất là đều, mình thấy là cái đường kính nó rơi vào khoảng một bên đó bạn, thì nó rơi vào khoảng tầm 4 mét bạn. Hoặc nếu mà tính một được cái đường đi ngang qua phải trên 7 mét. Đó là mình nói theo cái lúc mình nhìn thấy thôi. Còn nếu anh em đặt cái thước cho anh em đo có thể nó hơn. Và cái bộ tàn này mình cực kỳ kết, nó rất là duyên, nó đều hết bạn, bốn mặt anh em nhìn thấy nó khá là đều bạn. Cây này thì hôm Tết á, nó tới nay nó ra lá chưa có đều. Nếu cái cây này mà ra lá đều nữa thì anh em thấy nó khủng đó mà. Rồi bắt đầu mình vô đây mình quay cho anh em xem để anh em có thể tham khảo cái gốc này. Hoành nó thì chút xíu mình sẽ đo, hoành nó hơi lớn mà. Cây này thì nó lên 5 thân rồi, kêu là ngũ phúc. Và điều đặc biệt nhất của gốc mai này bạn là 5 thân nó lên đều nhau thôi, nó tạo thành một cái tán khá là đẹp, cực kỳ đều. Những cái chi cành nó anh em thấy là những cái chi cành này nó ra rất là đặc luôn mà. Bởi vậy nó mới tạo lên một cái bộ tàn nó chuẩn đẹp. Cây này thì mình chưa cảm thấy dữ đâu, khi nó còn nằm dưới đất rồi. Cây này mà nếu mà anh em mà đem về á, rồi anh em đưa lên chậu cao bạn, nhìn nó mới dữ. Gốc cây này bạn mình thấy một số điểm anh em thấy là nó mớp, nó sắn bạn. Mớp nó sắn. Bởi cây này thì nó nằm dưới đây cũng khá là lâu năm rồi nè. Đấy. Phải sơ cho anh em xem một cái một dòng của gốc mai này. 5 thân lên thì mình thấy là tương đối đều nhau bạn, nó không có chênh lệch nhau cho mấy. Thường thường thì những cái cây nó như thế này thì nó cũng có cái giá trị cao bạn. Những cây mà nó lên 5 thân mà nó không có đều à, nhánh thì bự, nhánh thì nhỏ xíu à, nhìn cây nó không có đẹp. 4 thân thì nó mọc đều nhau hết. Còn cái thân giữa là cái thân cao lên đó bạn, thì nó mọc chính giữa bạn. Nó có một cái gì điểm nhấn riêng rồi. Thì thường thường số 5 á bạn, nó tượng trưng cho kim, mộc, thủy, quả, thổ. Còn nói về cái cuộc sống bạn, thì nó có tượng trưng cho nhân, lễ, nghĩa, chí, tính. Và những cái đó thì mình nghe những cái cụ người ta nói cho mình nghe, rồi mình nói lại cho anh em. Nếu nhiều khi mình cũng có nói sai nói gì á, anh em có thể bình luận phía bên dưới để cho mình biết bạn. Rồi bắt đầu giờ để chi tiết hơn thì mình sẽ vô mình đo cái hoành cho anh em để anh em tham khảo. Rồi bắt đầu mình qua gốc tiếp theo bạn. Mình vô mình đo cái hoành này cho anh em tham khảo nha. Còn cái này đế mà anh em nào thích tới đây mình có cho mua đế coi không thầy? Đế nó lòi lên hết rồi. Đế lòi lên hết nha. Dạ dạ. Đầu tiên mình sẽ đo sát cái gốc ạ. À. 86 anh em ơi, số đẹp luôn. Bắt đầu mình đo phía trên này một chút xíu. Phía trên đây thì 89 các bạn. Gốc thân của nó thì 25 nha anh em. Từ dưới mặt đế nè, lên trên đây là 25. Cây này thì mình thấy một số điểm anh em thấy là nó mớp mà. Và những cái thân nó cũng vậy, nó mớp mà.
rất là đẹp. Những cái cây như thế này mình khá là khoái mà. Thứ nhất là nó sắn, thứ hai là nó mớp mà mình thích các bạn. Đó là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn anh em nào mà có ý kiến khác anh em có thể để phần bình luận thôi. Còn riêng á, anh em thích gốc mai này anh em có thể liên hệ trực tiếp với thầy qua số điện thoại mình để trong phần tiêu đề các bạn. Giờ mình mời anh em qua gốc số 2 nha bạn. Gốc tiếp theo bạn ơi, gốc số 2. Gốc này thì chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 4 mét ăn lên bạn ơi. Còn cái đường kính của cái tàn này thì nó rơi vào khoảng tầm 3 mét bạn. Mình sẽ quay cho anh em tổng thể cho anh em xem cái bộ tàn của nó. Tàn thì tương đối lớn mà, đều mà. Những cái chi cành nó ra thì có những cái điểm thấy nó cũng hay hay mà. Chút xíu mình sẽ bước vô quay chi tiết cho anh em xem. Đây bạn. Một số điểm này là nó ngày xưa là những cái cành nè. Cái cành dư á, giờ cắt rồi sau thời gian thì nó lành lại bạn. Nó có những cái điểm nè, nó nhăn da bạn. Có những cái cục gù mà nhìn thấy nó khá là đẹp. Đây cũng vậy anh em. Những cái điểm này. Cái cây này á thì anh em thấy một số điểm nó mớp cái cây bạn. Mớp cái cây. Nhìn thấy cái cây nó mớp, nó sắn mà, nó gồ ghề. Nó tạo cho mình cái cảm giác là nó cổ kính mà. Thứ hai là dưới đây là cái mặt đế nè anh em. Và cái cây này nếu mà anh em ra thực tế anh em nhìn nó cực kỳ lực luôn các bạn. Mình quay sơ cho anh em xem một phòng của cái gốc này. Đây anh em thấy bên đây nó cũng vậy mà. Cây này giống như mà nó nếu anh em nhìn sơ mà giống như nó hai thân, nhưng mà nhìn kỹ là thì nó chỉ một thân thôi nha bạn. Còn bộ tàn thì anh em có thể để mình ra xa để mình quay cho anh em phải nắm bộ tàn này bạn. Toàn một bộ tàn này mình nhìn từ xa bạn. Rồi bây giờ để chi tiết hơn thì mình sẽ vô mình đo cho anh em xem cái hoành gốc mai này để anh em có thể có cái nhìn tổng quan nhất về gốc mai này. Đầu tiên mình sẽ đo sát gốc. Mình đo sát ở dưới đây nè. Thì nó là 82. Rồi sau mình đo phía trên chút xíu. Rồi mình đo phía chỗ thoát thân đó là mình tính từ đây nha bạn. Đây xuống đây là 63. Còn ra cái nhánh tính ra cái nhánh này nữa là nó 27 bạn. Rồi, mời anh em theo mình qua cái gốc tiếp theo bạn. Bên đây cũng có một gốc mai các bạn. Cũng khá là lớn mà này. Mình sẽ chia sẻ đến cho anh em. Cây bên đây bông mấy cánh thầy? 5 cánh, 6 cánh. Dạ. Chiều cao gốc mai này cũng rơi vào khoảng tầm hơn 4 mét các bạn. Và cái đường kính của cái tàn này thì mình nghĩ nó rơi khoảng 5-6 mét là chuyện bình thường này. Anh em thấy là cái bộ tàn nó vươn khá là xa. Đây anh em thấy. Hình như mình thấy có một cái bông mà nó ra nè. Mình quay cho anh em xem cái mặt bông nó luôn cho dễ. Bông này thì nó tàn rồi anh em ơi. Còn bên đây là bên trong của cái gốc mai này. Anh em thấy là một số điểm nách các bạn. Bắt đầu nó giống như nó lên sụ mà. Và mình đi theo nhiều địa nơi á thì có nhiều người nói là cái này nó chuẩn bị quể. Sợt nó như thế nào á thì mình phải nhờ anh em nào rành bên cái này á thì anh em có thể cho mình cái một cái lời bình luận phía dưới mà. Phía đây là cái bộ đế nè bạn. Cây này cũng vậy, nó cũng mớp mà, sắn lắc lưỡng mà. Đế này nè, mình thấy nó bên đây nó có những cái đế, mà đế lớn như vậy. Cái này nếu mà mình mâu xuống nữa thì mình dĩ nhiên nó có còn đế nữa nha. Cái này là trồng tại vườn thôi. Đây anh em thấy là nè, một số điểm trong cái gốc này. Nó bắt đầu nó gà mà. Còn phải ghi một điểm mà rất là nhiều điểm nha nè. Đấy.
Hiện tại địa chỉ đây là ở Thành Lộc bạn ơi, huyện Cai Lậy. Cây này thì một cốt lên mà giót đọt. Đây mình thấy có một số cây linh sam mà mang chiếu thủy rồi nè, mình thấy làm chủ yếu để chơi, đó lòng đam mê của mình thôi. Nhưng mà anh em nào mà thích cái cây nào thì mình phải đi sẵn mình liên hệ các bạn, giá cả thì nó cũng ok với anh em thôi. Mình quay cho anh em sơ một chồng. Mấy cái này mình tạo lâu không thầy? Nay tôi bắt đầu chơi thầy cũng mấy năm rồi. Dạ mấy năm mới được hoàn thành một tác phẩm này hả? Sớm gì cũng phải 3 năm. 3 năm ha. Quay cho anh em xem. Cây thì 5 7 năm. Chồng. Cái cây này là cây gì vậy thầy? Cây Nhật. Cây Nhật ha. Cây này có cái củ này hay hay ha, bự. Lạ. Có cây này nó đẹp nè. Cây này sam hả? Linh sam lá lớn. Đây có cây bồng chàng rồi. Bồng chàng khá là đẹp. Cái cây bồng chàng này tầm khoảng nhiêu tiền thầy? Cây đó là khoảng trên dưới 1 triệu. Trên dưới 1 triệu hả? Cây gì? Đổ khá là đẹp. Ngoài đây thì một số cây bông trang mình thấy cũng khá là đẹp mà. Để mình ra mình quay cho anh em nào thích cây bông trang nào anh em có thể mình liên hệ. Đây là những gốc bông trang này bạn. Trong vườn này thì trồng này, để mình quay sơ cho anh em xem. Khu vườn này trồng khá là nhiều bông trang, hàng trăm gốc nha bạn. Và cái này thì mỗi gốc ở đây mình chỉ quay một số gốc cho anh em tham khảo thôi. Còn anh em nào mà thích về bông trang hoặc có ý định mà muốn giao lưu á, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp, số lượng thì khá là nhiều. Đây là những cái cây này mà. Cây này một cốt thôi. Quay cho anh em xem để anh em có thể có cái nhìn tổng quan nhất những gốc cây như thế này. Nói chung thì bông trang thì mình không có gành các bạn ơi. Em cũng không biết nói gì với anh em. Chỉ biết nó quay cho anh em để anh em xem thôi. Thân này cho mình nghĩ hoành khoảng mười mấy bằng. Chiều cao của những cái gốc này thì gây khoảng tầm 1m4 đến 1m6 mà. Cây này thì một cốt nữa nè bạn. Cây này thì mình nghĩ hoành nó chắc cỡ 20-30 rồi. Nó cũ khá là lớn nè. Chiều cao ở đây. Cái này mình anh em nào mà chơi bông trang thì anh em nhìn cây chắc anh em biết cái thể loại nó rồi. Còn do mình thì mai thì mình hiểu chút các bạn ơi. Còn bông trang thì mình không gành, nhiều khi mình nói sợ nó sai. Có nhiều cây cũng rất là đẹp các bạn. Cây này nó cũng một cốt lên nè bạn. Củ khá lớn, củ người ta khoảng bình khoảng 3 mấy á. 10 là mấy rồi. Khá là nhiều gốc. Đây có cây đổ nè bạn. Cây này thì tương đối lớn rồi. Và thầy nói với mình đó là nếu anh em nào mà mua mà số lượng nhiều bạn thì sẽ có giá khác nha. Cây này thì nhiều thân anh em ơi. Chiều cao cây này mình nghĩ nó khoảng 1m1, 1m2 bạn. Ngoài đây thì mình thấy có một số cây nó một cốt bạn. Đây anh em thấy nè. Một cốt bạn, cốt đi lên bạn ơi. Chiều cao nó thì cũng rơi khoảng tầm 1m2 bạn, chứ không có lớn. Bên kia cũng có một số cây một cốt bạn. Xung quanh đây khá là nhiều gốc rồi. Nghĩ là rơi khoảng tầm cả trăm gốc mà. Bên đây. Bên đây cũng có một cái gốc bạn, cũng nó đang nở bông khá là nhiều bạn ơi. Ồ, nhìn xa xa thấy đẹp các bạn. Nói chung là cái cây nó nở bông đều vậy nhìn thấy đẹp lắm. Này thì cũng một cốt đi lên. Vẽ nhánh mà nhánh này không bự mà nhánh kia. Cái này hoành chắc cỡ 20 hay mấy. Bên đây cũng có một cây nữa các bạn. Cây này cũng một cốt luôn anh em. Dáng nó
lết à. Khá là đẹp. Mình sẽ ra mình quay toàn bộ cái khu vườn của thầy. Ở bên đây cũng có một cây cũng khá là bự rồi. Cái này mà anh em nào mình mua số lượng nhiều quá, mình về mình đem về mình trồng, có cái không gian nó rộng các bạn. Mình trồng thì sáng ngồi ngắm bông, uống cà phê này kia cũng khá là ổn rồi. Đây thấy cái gốc mai này nó cũng rất là đẹp nè. Lết, thân sắn mấp bạn. Một cốt đi lên rồi, cốt gióc rọt luôn. Đây là một số gốc mai trong khu vườn của ảnh. Thì anh em nào mà quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với thầy bạn. Số điện thoại thì mình có để phần tiêu đề anh em. Giờ thì mình xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc tất cả anh em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân con ơi. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại bạn ơi.